Sau khi phục sinh, mỗi lần hiện ra với các môn đệ, việc đầu tiên Chúa Giêsu làm là ban bình an cho các ông. Bình an là trong những yếu tố cần thiết và quan trọng trong đời sống con người, nhất là bình an nội tâm. Nó mang tính riêng tư, không ai có thể xâm phạm. Vì sống trong thế giới đầy chiến tranh, loạn lạc, khủng bố đến đâu, nếu ta có bình an trong tâm hồn thì ta vẫn luôn được sống bình an. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay Chủ nhật thứ hai sau tuần Bát Nhật Phục Sinh, Hội Thánh long trọng mừng kính lòng thương xót Chúa mà Thánh nữ Cortina đã được Chúa trao sứ mệnh long truyền. Mỗi người chúng ta hãy cậy trông vào lòng thương xót Chúa, biết năng chạy đến bí tích hòa giải. Vì Chúa đã phán với Thánh nữ: Cha chỉ nhìn hiện tại của con mà thôi. Tin tưởng vào lòng Chúa thương xót, Chúa Giêsu phục sinh là gương mẫu cho sự sống lại của chúng ta sau này. Và để gương mặt đích thực của Chúa Giêsu nhân hậu được mọi người nhận ra, nhờ đó họ có thể dễ dàng đến với tòa cáo giải mà lãnh nhận ơn giao hòa của lòng thương xót Chúa, luôn cái thiện mật thiết với Chúa và với nhau, siêng năng lãnh nhận bí tích, chuyên cần học hỏi Thánh Kinh, tích cực làm việc bác ái và can đảm làm chứng lành. Chúa Kitô đầy lòng thương xót đang hiện diện giữa chúng ta, và hôm nay cũng là ngày một mạng nhóm lòng thương xót của giáo xứ nhà. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con không chỉ tin trong lòng và giữ vững cho mình, mà còn biết sống chứng nhân bằng việc làm và lời cầu nguyện mỗi ngày, để ơn cứu chuộc của Chúa được tuôn tràn trên khắp thế giới và mọi người nhìn thấy việc chúng con làm mà đến với Chúa nhiều hơn. Xin cộng đoàn cầu cho các anh linh, anh chị em tâm tầm vừa lãnh nhận bí tích thánh tẩy trong đêm phục sinh vừa qua, để họ nhận được sức sống của Chúa, hăng say sống trong niềm tin của mình. Như thế, bình an Chúa trao ban sẽ trọn vẹn, lòng thương xót của Chúa sẽ lan tràn tâm trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Với cả tâm tình trên, xin mời cộng đoàn cùng sống sáng hiện dương thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
quyền xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đỉnh, và nếu tôi không xỏ bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi chẳng tin. Cảm ơn Thánh Tô-ma, chính cái cứng lòng mà bây giờ chết tên đó mà cho chúng ta thấy được cái dấu chứng của lòng thương thương xót. Chính cạnh sườn là nơi máu và nước đổ ra để chứng tỏ cho con người thấy Chúa đã đổ đến giọt máu cuối cùng để vì tội lỗi, vì yêu thương nhân loại. Ngài đã chết, lòng thương xót được biểu hiện bằng dấu chứng của những vết thương ở trên cạnh sườn và trên tay chân của Ngài. Đó chính là lòng thương xót mà Thiên Chúa đã phải chấp nhận đau khổ để cho con người được sống và sống bình an. Ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cho nhóm lòng thương xót Chúa thuộc giáo sư Phương Nghĩa, cứ buổi chiều vào lúc 3 giờ họ quy tụ ở đây để rồi thay cho giáo sư cầu nguyện qua lòng Chúa thương xót, cầu nguyện cho bản thân, cầu nguyện cho gia đình và cầu nguyện cho giáo sư. Và ngày hôm nay chiều nay thì sẽ có các anh em trong nhóm lòng Chúa thương xót của miền Con Tum sẽ quy tụ tại đây và có thánh lễ vào lúc 3 giờ chiều. Rồi chiều nay cũng có một cái nhóm nữa là nhóm những anh em tân tòng. Trong cái tuần thứ hai, tuần cầu nguyện cho tân tòng, chúng ta xin Chúa cho những anh em tân tòng nhận thấy được lòng thương xót, nhận thấy được ơn cứu độ qua cái bí tích rửa tội mà họ đã đánh nhận. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta cầu xin Chúa thánh hóa nước này để đẩy trên mình. Mình nhớ lại bí tích thánh tẩy và lãnh nhận của xin Chúa nâng đỡ chúng ta, giúp chúng ta luôn trung thành sống theo ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhận lời chúng con là dân Chúa đang thiết tha cầu nguyện và tưởng nhớ công ơn Chúa đã sáng tạo cho chúng con cách lạ lùng và cứu chuộc còn lạ lùng hơn nữa. Xin thánh hóa nước này cho xin Chúa đã dựng nên để làm cho ruộng đất vì nhiều màu mơ, cho thân xác con người được sạch sẽ và thoải mái, và tài qua lịch sử tu đồ nước thiên nhiên đã trở nên chi cụ của tình thương hái hà. Qua vậy Chúa dùng nước biển đó cứu dân đi khỏi vòng nô lệ, làm vọt lên như sa mạc khô cằn một nguồn nước cho dân giải khăn. Các ngôn sư cũng dùng hình ảnh nước mạch nước tuôn trào để tiên bao Chúa sẽ lập giao ước mới cùng với loài người chúng con. Và sau hết khi Đức Kitô chịu phép đưa tay sông Giô-đan, chính Chúa đã thánh hóa nước trong lành để thanh tẩy con người tội lỗi chúng con và cho chúng con được tái sinh nên con người mới. Vậy giờ đây khi chúng con rầy nước thanh trên mình để nhớ lại bí tích thanh tẩy chúng con đã lãnh nhận, xin Chúa cho tất cả chúng con được chia sẻ niềm vui với anh chị em lãnh nhận bí tích thanh tẩy trong mùa vượt qua này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Thiên Chúa toàn năng thanh tẩy chúng ta sạch tội lỗi, giúp chúng ta cử hành thánh lễ tạ ơn này cho xứng đáng, để mai ngày chúng ta được vào thiên quân dự tiệc vui với người. Amen. Vinh lành Thiên Chúa trên cao tầng trời.
Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.
Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: anh em hãy nhận lấy thánh thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng được gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với các ông: chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tôma đáp: nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không sỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cặp sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tôma: đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy, đưa tay ra mà đặt vào cặp sườn thầy, đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin. Ông Tôma thưa người: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giêsu bảo: vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh người. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trước hết cho con xin cảm ơn cha trắng xứ đã tạo cơ hội, tạo điều kiện cho con đến đây để chia sẻ với giáo xứ Phương Nghĩa. Như lời dẫn nhập đầu lễ của hội Lòng Chúa Thương Xót, bình an là điều mà tất cả mọi người từ xưa đến nay, từ nhỏ đến lớn, từ tất cả mọi người đều mong muốn sự bình an. Như vậy, bình an là gì? Hôm nay con xin được chia sẻ về hai chữ bình an. Đối tiếng Việt là hai chữ, nhưng đối với tiếng Do Thái thời Đức Giêsu chỉ một chữ là Shalom. Bình an cũng là một cái đề tài rất quan trọng trong Tin Mừng Gioan mà chúng ta vừa nghe. Đoạn Tin Mừng Gioan hôm nay thuật lại hai lần Đức Giêsu hiện ra. Một lần hiện ra với các môn đệ không có ông Tôma, và một lần khác hiện ra với các môn đệ và có ông Tôma. Trong lần hiện ra với các môn đệ lần đầu không có ông Tôma, Đức Giêsu nói: chúc anh em được bình an. Và Ngài không chỉ nói một lần mà Ngài nói tới hai lần. Sự bình an trong lời chúc thứ nhất có khác gì với sự bình an trong lời chúc thứ hai hay không? Có một sự khác biệt giữa sự bình an trong lời chúc thứ nhất và sự bình an trong lời chúc thứ hai. Hai lời chúc bình an với hai ý nghĩa khác nhau. Bình an trong lời chúc thứ nhất là bình an mà Đức Giêsu ban tặng cho các môn đệ để giúp họ vượt qua nỗi sợ hãi. Mở đầu câu chuyện, người thuật chuyện cho biết các môn đệ đang trong tâm trạng xao xuyến sợ hãi. Đối tượng sợ hãi của các ông là người Do Thái. Thái độ sợ hãi của các ông biểu lộ qua việc ở trong phòng và đóng kín cửa. Nhưng sau đó, thái độ sợ hãi này tan biến ngay sau lời chúc bình an của Đức Giêsu và việc tỏ lộ về người. Tác giả Gioan cho biết
các ông vui mừng. Như vậy, có thể nói sự bình an của Đức Giêsu đã phá tan nỗi sợ hãi sau chuyến của các môn đệ. Họ được bình an và mừng rỡ. Một điểm lưu ý ở đây là sự bình an của Đức Giêsu không chỉ thuộc lãnh vực tự nhiên vốn giúp tâm lý các môn đệ trong trạng thái không căng thẳng, khoan khoái, thoải mái và vui sướng, mà còn thuộc lãnh vực siêu nhiên, vốn bắt nguồn từ ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa ban cho con người. Đó chính là ơn cứu độ. Trong lời từ biệt trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Đức Giêsu nói với các môn đệ: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em. Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Hôm nay, sau khi phục sinh và trước khi trở về nhà Cha, Đức Giêsu đã hoàn trọn lời hứa ban bình an của Người cho các môn đệ. Bình an trong lời chúc thứ hai là thứ bình an mà Đức Giêsu ban tặng cho các môn đệ để họ ra đi thi hành sứ vụ. Liền sau lời chúc này là lời trao ban sứ vụ của Đức Giêsu cho các môn đệ. Các ông sẽ tiếp nối sứ vụ của Người, mà sứ vụ của Đức Giêsu là mặc khải ý định yêu thương của Thiên Chúa và trao ban sự sống đích thực cho những ai tin vào Người. Mà sứ vụ của Đức Giêsu là mặc khải ý định yêu thương của Thiên Chúa. Trong khi thi hành sứ vụ, chắc chắn một điều là các môn đệ sẽ gặp rất nhiều gian nan, khốn khó, những thách thức lớn lao. Những gian nan thách thức này được Đức Giêsu tin báo trước khi rời bỏ các ông để bước vào cuộc thượng thọ. Trong thế gian, anh em sẽ gặp gian nan khốn khó. Bên cạnh việc tin báo này, Đức Giêsu cũng đảm bảo cho các ông là trong Thầy anh em sẽ được bình an. Như vậy, sự bình an mà Đức Giêsu ban tặng cho các bậc môn đệ khi thi hành sứ vụ không phải là sự bình an của thế gian, vốn đảm bảo sẽ không có những gian truân và thách đố, nhưng là sự bình an cảm chung, vốn giúp các ông vượt qua mọi gian truân và thách đố. Hôm nay, ước gì mỗi người giáo dân của giáo xứ Phương Nghĩa đón nhận sự bình an xưa kia mà Đức Giêsu trao ban cho các môn đệ. Chúng ta sẽ thanh thản, vui mừng, an bình và nhất là can đảm vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời, cùng nhau tiến bước về quê hương đích thực. Nơi đó sẽ không còn có sự bình an của thế gian, nhưng có sự bình an cắn trùng chính là hạnh phúc đời đời. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo hành trời đất, muôn vạn đời đời. Thank you.
trong xã hội hiện tại bằng một đời sống yêu thương và dân thân phục vụ mọi người. Thiệt lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Xin Chúa Chúa xin đón nhận những lời nguyện chân thành mà chúng con vừa dâng lên Chúa và xin dạy cho chúng con cũng biết mạnh dạn chạy đến nấp mình ở dưới chân của lòng thương xót của Chúa để đón nhận ơn cứu độ, để đón nhận tình thương mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa. Chúa là Thiên Chúa, là Đạo Linh, Trời đã thành.
mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa như qua lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà ăn. Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thứ ngay sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói. Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là bầu nhiệm lạy Chúa, xin như lên ngôi thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn ngôi thánh trong đức bên cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Aloysio chúng con, Đức Cha Phêrô, Đức Cha Nicanê và toàn thế hàng theo sĩ. Lạy Chúa, trong ngày lễ muôn màng của anh chị em của lòng Chúa thương xót, xin Chúa cho anh chị em của chúng con có được lòng nhiệt thành để rồi sự Chúa và để qua sự phục sự này có thể rao truyền dạy Chúa và cho những anh chị em tận tâm vừa mới đưa tôi trong đêm phục sự vừa qua cũng có được lòng nhiệt thành đó. Xin nhớ đến cha tôi tới Chúa là các tinh hồn và cho con cầu nguyện trong thánh lễ này mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đại thiết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng như đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết Thầy được vào hương anh sang tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Du Xe Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thanh tông đồ và toàn thể các thanh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy, chúng ta giáng nguyện. Xin cha cho chúng con hôm nay được ăn.
sư Yêu. Xin đoài thương trên những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đóng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy đã làm bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng cho tôi chúng con nên xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoài thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến chế muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Con cùng tin hơn, cô mang hãy cô
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lạy nhân mình và máu thánh Đức Kitô là đấng đã chết và sống lại để ban sự sống đời đời cho thế gian. Ôi xin Chúa làm cho ân huệ quý báu này được tồn tại mãi trong tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa tứ nhờ sự phục sinh của con một ngày. Xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài. Nhờ con một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lãnh nhận ơn được tự do mãi mãi. Ước chi nhờ ơn người rộng ban, anh chị em cũng được thông phận gia nghiệp của người đến muôn đời. Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đang được bên với người trong nước trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lòng rất thơm